mấy bậc là này. Đấy chiếu rồi mà. Qua đi hội nghị đây chứ. Đó. Đó sao người. Biết ngồi làm gì không? Không bay gì đấy. Ngày hôm trước thì anh chơi giả đạo Phật đi đi ngắm trời ngắm mây. Chắc là do giảng đạo xong. We
Thông cảm hơn với cái này thì có ai là